Và hôm nay thì rất là vui, tại vì nhóm giọng ca Đá Dành đã có rất rất là nhiều comment của quý vị khán giả hôm nay. Thảo Trâm xin kính chào quý vị. Mùa hè sắp hết rồi quý vị ơi, nên Thảo Trâm muốn hát một nhạc phẩm về mùa hè rất là quen thuộc của nhạc sĩ Đức Huy, trước khi mùa hè qua đi để mùa thu đến. Và một nhạc phẩm có tựa đề là Mùa hè đẹp nhất. Và Thảo Trâm hy vọng là quý vị trong chúng ta ai cũng có một mùa hè đẹp nhất trong đời. Ta đã đưa nhau
gặp anh sao trời, ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong ôn rằng ấm êm. Ta đã đưa nhau lên gặp anh sao trời, ta đã cho nhau mùa hè đẹp mãi cho. Quý vị xin cảm ơn anh Nhật.